Hoàng Xanh xin kính chào tất cả các chú anh chị quý khán giả đang xem kênh Hoàng Xanh nha. Cô chú anh chị ơi, hôm nay thì Xanh quay lại thăm em Thúy 16 tuổi có bầu đó cô chú anh chị. Thì hoàn cảnh của em Thúy cũng được cô chú anh chị Mạnh Thường Quân quý khán giả rất là quan tâm và có giúp đỡ rồi. Nhưng mà bữa nay thì Xanh nhận được số tiền của Mạnh Thường Quân nữa. Cho nên thì dù là đường xá xa xôi mà mưa gió nó cô chú anh chị, Xanh gửi xe ngoài kia. Nhưng mà Xanh vẫn cố gắng tới đây để giúp cho em ấy, tại vì thấy đang bệnh đó rồi đang có bầu nữa cô chú anh chị, thôi mình giúp được thì mình giúp, thì làm từ thiện mà giúp được ai là thấy vui của chú anh chị. Bây giờ sẽ qua thăm Thúy nha cô chú anh chị nhé. Rồi chào Thúy luôn nha. Rồi bữa nay em qua thăm Thúy ơi, trời tóc bù xù á nên đội nón, chị thông cảm nha, thông cảm cho em dạ em sợ vô nhà mà còn đội nón nó hơi bị kỳ á. Rồi chị em qua đây thăm Thúy chút xíu, mặc dù trời cũng hơi tối rồi. Chị đi bán mới về hả? Dạ, bữa nay bán được nhiều tờ không chị? Dạ, được 200 vé ha. Rồi. Thế qua đây chú hỏi thăm sức khỏe xíu thôi Thế. Mấy hôm nay thì được Mạnh Thường Quân giúp đỡ đó rồi. Có mua thuốc mua gì uống không? Có hả? Rồi sức khỏe của em thế nào rồi? Vậy hả? Bị sao vậy? Nhưng cũng có bị cái ngực nha. Ngực bị trước mổ đó phải không? Dạ, rồi đi cái rồi người ta thấy còn mủ rồi bắt nhập viện theo dõi chích thuốc. Vậy hả? Dạ. Bữa nay thấy bụng hơi to ra ha. Còn mấy ngày nữa sinh đó chị? Chị Một không? tháng nữa đó. Một tháng nữa ha. Một Rồi. tháng nữa. Rồi. Là đây là tháng 9, mùng 10 tháng 9 mà là lớp mùng 10 tháng 9 đó mà không biết bữa nào. Rồi. Chúc mừng chị sắp có cháu ngoại nha. Được sinh đôi nó hai đứa cháu ngoại, gán đi nữa nên. Dạ, bữa nay thấy khỏe mừng rồi ha. Rồi đi bán giấy số, rồi bữa trước em nghe nói là chị đi làm giấy tờ được chưa? Giấy tờ của làm chị. giấy chứng minh được rồi mà người ta hẹn mấy ông trưởng ấp nói rồi thì đưa cho bà chị đó, người ta Dạ. không có chờ lấy được, Thì đúng rồi, rồi nữa gửi qua đây cho ha. gửi này cho tôi được rồi, còn đã lo đi làm giấy cho nhỏ này nhập vô hộ khẩu, Dạ. bà đang làm bán á. Dạ. Rồi bữa nay đi bán, bữa trời mưa, tháng mưa này bán được không chị? 200 vé bán cũng Giá lời được nhiêu? được 220 ngàn. Dạ, vậy cũng được ha. Chị cũng giỏi chứ, buôn bán thì cũng giỏi, bán lâu có kinh nghiệm hay sao chị không? Bán 2 năm mấy 3 năm nay rồi mà Dạ. thấy vừa bán vừa chạy gì sợ nó ở nhà Dạ, sợ nè. sợ sợ có chuyện gì ha, sợ sinh em Sợ bé gì rồi. vậy, gán bán chừng nay chừng 20 bữa nó cũng ở nhà với nó coi chừng nó vô nó Dạ, bán. bác sĩ nói có thể bất chợt phải không? Dạ. Rồi. Bữa nay em đi mà em đòi nói em ngại thiệt chứ, thông cảm Có cho gì em nha, đâu, có tại gì vì đâu. em chưa từng như vậy, tại vì tóc em bù xù em ấy là tại đi hồi trưa giờ trời nắng á, thành ra thông cảm nha, Có không gì phải tới nhà chị mà em đòi nón đâu. Thấy rồi cưng ăn uống được không? đâu. Dạ, ăn uống cũng được. Ừ, sắp sinh em bé gắng tinh thần sảng khoái lạc quan vậy anh mừng cho ha. Dạ. Thì cố gắng đi, biết đâu là tới lúc đó mình sẽ có gặp nhiều điều may mắn hay sao. Thì em đi làm thiện nguyện thì em rất là mong muốn những hoàn cảnh có những hoàn cảnh khó khăn, những hoàn cảnh gặp trắc trở gì sẽ vượt qua khó khăn và hoàn cảnh đó thì sẽ gặp may mắn. Điều quan trọng gặp may mắn. Chứ bây giờ nếu mà mình giúp thì mình giúp biết bao nhiêu mà cho đủ. Cho nên thì cái lời mình nói ra để mà cầu chúc cho người ta may mắn là em sẵn sàng. Biết đâu người ta may mắn có cách nào đó, hay là biết đâu tới ngày hôm đó sẽ có ánh sáng hay sao đúng không chị? Đó cho nên Mình thì cũng mình. mong muốn cho tới ngày đó nó sanh mẹ Dạ. con con vuông đi rồi Dạ. mà bán cái số nuôi nó cũng được Dạ. để... Rút kinh nghiệm nha, mai mốt làm giấy tờ cho con cho cái nha, chứ bán rồi giấy số thâm niên rồi mà bán riết rồi quên, làm giấy tờ cho con luôn. Rồi. rồi cũng cảm ơn. Rồi, Thúy rồi chú chia sẻ với con là chú mặc dù chú ở rất là xa mà chú thì trăm ngàn công việc, hoàn cảnh thì cũng rất là nhiều. Nhưng mà Thúy thì chú thấy là Thúy thứ nhất là còn nhỏ tuổi, rồi gia đình thì khó khăn, rồi con thì sắp sinh đôi như vậy. Bây giờ con rất là thầy thấy là con rất là tươi, nói chung là đã vượt qua tới cái ngày đầu tiên em qua thăm thấy nó buồn bã đâu, không có tiền bạc rồi không có gì ăn đúng không Thí. Bây giờ thì tinh thần sảng khoái rồi, thì cuộc sống mà mình vượt qua được cái ngõ nào thì vượt là mừng đó chị hen, phần nào đỡ phần đó đúng không? Phần nào đã phần Chứ đó nếu mà bây giờ chị bán giấy số ngày 200 tới giờ phút này không biết làm sao luôn á, không biết thì sao đó, đi. vậy sao mà nó bệnh không có đi nằm bệnh viện được luôn, Đó cảm bởi vì ơn. vậy thì bây giờ Thí ơi, bây giờ thì con vậy là chú mừng rồi hen. Dạ.
Chúc cho con sẽ sinh mẹ chồng con vui nha. Nếu mà sau này chú không có qua thăm nữa, tại chú cũng đi thăm nhiều hoàn cảnh khác ấy, nhưng mà điều mong muốn trong thâm tâm của chú và tất cả quý khán giả xem kênh chú cũng cầu mong cho con là gặp nhiều may mắn ha. Con cái sinh ra khỏe mạnh, mặc dù thì cuộc sống thì ai cũng có sai có đúng, nhưng thôi cuộc đời mà ai cũng có cơ hội để làm lại từ đầu hết á, nên con cố gắng để mình xây dựng lại tất cả thứ ha. Dạ. Rồi chỉnh chu lại bản thân được các thứ nha. Rồi chị ơi, chị ha, chị có muốn nói gì với em không? Thôi bây giờ cũng cho nó sanh rồi nữa, nó cứng cáp coi làm cho nhà giữ cháu ngoại cũng được. Dạ, tính cũng tính vậy ha. Rồi vậy được không thấy? Rồi nữa đi sinh này gán đừng có để nữa mất công dính bầu nữa rồi về nữa rồi mang nặng cho mẹ, mẹ nặng rất là lo lắng lắm á, mẹ em á ha. Cô chú anh chị viết giả với cô chú Mạnh Thường Vương ơi, thì Sanh mang số tiền tới cho Thí, thì số tiền này do cô chú anh chị Mạnh Thường Vương gửi cho Sanh á, thì Sanh trao cho Thí coi như là sự hoan hỷ đi cô chú anh chị, hỷ xả cho em nó đi, tại vì em nó nói chung là mình biết là em nó cũng sai cũng lỡ như vậy, nhưng mà thôi bây giờ lỡ như vậy rồi thì thôi Sanh cũng giống như cô chú Mạnh Thường Vương viết khán giả cũng nhớ cũng hiểu và thông cảm, nên thì Sanh cũng gắng tới giúp lần này nữa. Thì còn rất là nhiều hoàn cảnh cho nên thì Sanh cũng sẽ đi thăm hoàn cảnh khác, nhưng mà điều quan trọng là bây giờ là em Thúy đã tươi rồi, mà mẹ của Thúy thì cũng rất là hân hoan, bởi vì là sắp tới là sau khi sinh em bé xong thì khi mà em bé khỏe mạnh là các thứ đủ thời gian á chị ha, là cho Thúy đi làm rồi hai mẹ con như sẽ sinh sống vượt qua cái khó khăn về phía trước. Nói chung là đại khái là thời gian vừa qua Sanh cũng đại diện gia đình nó rất là cảm ơn cô chú Mạnh Thường Vương đã luôn quan tâm và giúp đỡ hoàn cảnh nghèo. Cô chú anh chị em, một cho dù là một đồng một lượng thì cũng là ơn nghĩa của cô chú Mạnh Thường Vương giúp đỡ, điều đó rất là quý. Nếu mà không có được giúp đỡ là mình đâu có như vậy đúng không chị? Bây giờ không biết là không biết làm sao nữa. Dạ. Dạ. Nên nhiều khi Sanh nói gì không phải là Sanh dành cái lời nói của chị Hồng, nhưng mà Sanh biết nhiều khi thứ nhất là người ta không có biết cách bày tỏ đâu chị Hồng. Đó, cho nên thì Sanh chia sẻ vậy thôi, chứ chị không có muốn nói gì thì nói nè. Có biết nói gì đâu, cũng dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Vương giúp đỡ dạ. Thôi, có biết nói gì nữa. Thí con muốn nói gì không? Dạ con cũng cảm ơn cô chú Mạnh Thường Vương. Dạ biết cảm ơn thôi ha, thôi vậy là mừng rồi. Mình có mình em làm cầu nối với cô chú chị Mạnh Thường Vương biết khán giả, thấy mình vượt qua thì cũng mừng rồi. Thì thôi bây giờ em sẽ xin được phép trao tiền. Thì cảm ơn chị Uyên Đào là ở Mỹ ủng hộ cho 100 đô tương ứng với 2,4 triệu. Và cô Như Đạo ở Mỹ ủng hộ cho 100 đô tương ứng với 2,4 triệu. Thì tổng số tiền là được 4,8 triệu. Thì 4,8 triệu thì hôm nay thì Sanh bù vô thêm 200,000 nữa, coi như là lì xì cho bé Thí 200,000 là đưa cho Thí 5 triệu luôn. Chú lì xì cho con 200,000 Thí ơi. Coi như là chú thì không có tiền nhiều đâu, nhưng mà có cái lọc đi 200,000 cũng như một ngày bán giấy số của chị phải không? Đó, để cho chị có động lực hơn, để cho bé Thí là coi như là có động lực hơn hen, muốn sự may mắn với con hen. Dạ. Đây chú trao tiền luôn đây, 4,8 triệu mà đưa 5 triệu con hen, chú lì xì cho của ít lòng nhiều thế thôi, chú không có tiền cứ kệ đi chú là được rồi. 3, 4, 5 triệu hen. Dạ. 4,8 triệu đưa 5 triệu luôn. Cô chú anh chị thì Sanh xin được phép chia sẻ một chút xíu nữa là Sanh làm thiện nguyện á, thì Sanh chỉ là cầu nối thôi. Nếu cô chú chị Mạnh Thường Vương nào gửi tiền á, thì Sanh mang tới, còn không gửi thì Sanh cũng không biết phải làm sao. Nhưng mà Sanh nói trước, Sanh chỉ đưa clip lên, cô chú chị Mạnh Thường Vương nào có lòng hóa tâm á, gửi thì Sanh nhận, còn không gửi thì thôi, chứ Sanh không có lên tiếng kêu gọi đâu cô chú anh chị. Sanh không có dám kêu gọi, sợ nhiều người đời người ta nghĩ mình thế này thế kia thì tội nghiệp cho Sanh lắm. Với lại cô chú anh chị có gửi tiền á, thì cô chú anh chị nhớ là gọi điện cho Sanh, nghe trực tiếp cái lời nói của Sanh, hoặc là cô chú anh chị có thể gọi video cho Sanh đó thì mới chắc chắn. Tại thời gian vừa qua có thành phần xấu đã giả mạo tên của Sanh để nhận tiền của người khác, rồi sau đó người bị hại đó họ cứ tưởng nó là Sanh không à, rồi giằng co cái vụ mà vu khống Sanh mấy tháng trời đó cô chú anh chị. Bây giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, những người mà làm chuyện xấu thì cũng bị trả giá trước pháp luật thôi, nhưng mà Sanh cũng không muốn điều đó xảy ra, mất công nó sùm lắm, nên Sanh chỉ muốn là cô chú Mạnh Thường Vương gửi tiền giúp cho người nghèo thì liên lạc trực tiếp với Sanh, còn không được thì cô chú anh chị đừng có gửi. Như vậy thì Sanh thấy cũng xót cái đồng tiền của chú anh chị với khán giả lắm, nên cô chú Mạnh Thường Vương gửi lắm, tại vì đồng tiền là thà đưa tới người nghèo, còn không thì thôi. Đó. Thì Thí ơi, bây giờ gửi tiền cho con xong rồi, con gắng khỏe nha. Cô,
Rồi cảm ơn rồi, được rồi, được vui là mừng nè hen. Đó. Thì chị Hồng có chị gắng khỏe nuôi con hen. Coi như là mình đã có cái kế hoạch sắp tới rồi. Giờ thấy bữa nay nhà cửa tươm tất sạch sẽ hen. Câu chuyện của Thí mọi sự đã được tốt lành rồi. Rất là chân thành cảm ơn quý khán giả của chú Mạnh Thông Vương thời gian vừa qua đã ủng hộ cho Xanh, xem kênh Xanh và lúc nào cũng tin tưởng Xanh để mà Xanh có cơ hội được làm cầu nối giúp cho người nghèo. Đó là điều hạnh phúc nhất của một người làm thiện nguyện đối với Xanh. Rất là trân trọng cảm ơn. Bây giờ thì xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.